bạo lực học đường khi những cú đánh được thay bằng ống tuyếp sắt, gạch đá và dao. Bắt giữ giám đốc công ty bất động sản lừa đảo gần 100 khách hàng với số tiền hàng tỷ đồng. Lừa xuất khẩu lao động qua mạng online chiếm đoạt 221 triệu đồng. Bắt hai anh em ruột cho vay lại cắt cổ, lãi suất gấp 50 quy định. lập phường hội online chiếm đoạt hơn 33,5 tỷ đồng. Nhiều xe ô tô bị ném gạch trên quốc lộ 3 hướng Hà Nội Thái Nguyên. Thu giữ gần 20 kg sừng tê giác trị giá hàng chục tỷ đồng bất hợp pháp. Giả công an trong 5 năm chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Nở rộ tin nhắn màu danh giám đốc Tiki mời nhận việc nhẹ lương cao. Báo động, tội phạm trật tự xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 99% so với tháng trước. Quý vị đang theo dõi tin nóng 24 trên 7 được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Thưa quý vị, bạo lực học đường, vấn nạn tưởng chừng đã được xóa bỏ trong một xã hội văn minh và ngày càng phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, trong khoảng một tháng trở lại đây, câu chuyện những cô cậu, Nam sinh có, nữ sinh có, thì đua đánh nhau rồi tung clip lên mạng xã hội, nhận được rất nhiều phản ứng của dư luận. Điều đáng nói, mức độ bạo lực của từng vụ việc có thiên hướng ngày càng tăng lên, từ đánh nhau bằng tay không, lên tới bằng gạch đá, mũ bảo hiểm và thậm chí là cả những ống tuyết bằng sắt. Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã có liên tiếp 4 vụ bạo lực với hình thức giả mang diễn ra. Đơn cử vào chiều ngày 26 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị hai bạn nữ khác đánh, chửi trước sự chứng kiến của nhiều người tại Hòa Bình. Đoạn đầu clip, một nữ sinh áo hồng tiến tới tác tới tấp vào vùng mặt và đầu của nữ sinh mặc áo đen, tóc đen, sau đó túm tóc kéo giật, đã liên tục vào người, kèm theo những câu chửi. Cùng lúc đó, có một nữ sinh áo đen, tóc vàng khác cũng tham gia giật tóc khiến cho nữ áo đen, tóc đen ngã ngửa. Sau khi nữ sinh áo đen ngã, vẫn tiếp tục bị nữ sinh áo hồng đánh tới tấp vào mặt, đến khi có một nữ sinh mặc đồng phục tiến vào can ngăn thì vụ việc trên mới được dừng lại. Điều đáng nói nạn nhân bị đánh chỉ mới vừa lớp 8. Khoảng 4 ngày sau, trên mạng xã hội lại tiếp tục có một clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh khoảng 4 người cùng lao vào túm tóc, đặc biệt hơn không chỉ dùng tay chân, nhóm này còn dùng cả mũ bảo hiểm đập bàn. Theo thông tin người đăng tải clip, sự việc được cho là xảy ra tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Các nữ sinh tham gia đánh hội đồng đang theo học tại trường trung học phổ thông Hậu Lộc 2. Tương tự hai câu chuyện trên, nhưng tại Lào Cai, công an phường Bình Minh đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân mới sinh năm 2009 về việc bị một nhóm người đánh tại sân bóng thuộc tổ 1 tại địa phương. Điều đáng phải lên án, nạn nhân với độ tuổi chỉ rơi vào khoảng 12, đã bị một nhóm dùng những đoạn gậy bằng kim loại vụt liên tiếp vào người, nếu không có những hình ảnh ghi lại thật không thể tưởng tượng. Đây là những hành động của những cô cậu thanh niên còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Điểm chung của cả ba sự việc trên đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống như ghét nhau rồi lên mạng xã hội buôn lời thách thức, đe dọa xử nhau như cách các anh chị giang hồ trong các đoạn clip được đăng trên YouTube hay bất kỳ nền tảng xã hội nào. Vậy có phải những phim drama đang ăn khách về giới anh chị đang làm cho các thanh thiếu niên này có suy nghĩ lệch lạc? Tất nhiên là không. Phim thì vẫn là phim. Cái quan trọng nhất ở đây chính là sự giáo dục của nhà trường và sâu xa hơn chính là sự quản giáo của quý phụ huynh, những người làm cha, làm mẹ. Thật vậy, tình trạng bạo lực học đường có thể nói là do sự chuyển biến về tâm lý của bản thân học sinh, đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Giai đoạn này được xem là một cuộc mốc quan trọng hình thành nhân cách ở con người, cùng với đó là tâm lý không ổn định và với một cái tôi cá nhân quá cao, theo đó, chỉ cần những tác động kích thích xấu từ thế giới bên ngoài cũng khiến các em học theo dẫn đến nhiều vụ đánh nhau tại trường học, hay đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực học đường ở Việt Nam. Chuyển sang một thông tin khác, bằng việc giới thiệu bản thân có quan hệ với nhiều chủ đầu tư, một đối tượng đã nhận tiền đặt cọc của 97 khách hàng hứa hẹn mua nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư cho họ, rồi chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng. Sự việc vừa xảy ra tại Hà Nội. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hưng, 40 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển nhà Phú Hưng, 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng xác định, tháng 11 năm 2016, Hưng thành lập công ty phát triển nhà ở Phú Hưng, hoạt động môi giới kinh doanh tư vấn bất động sản. Đến tháng 12, Hưng lên mạng internet lấy thông tin và đăng lên website của công ty về năm dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư trên địa bàn nhiều quận ở Hà Nội. Quảng cáo công ty Phú Hưng có thể giúp cho khách hàng mua căn hộ tại các dự án này. Khi khách hàng liên hệ, Hưng nói dối bản thân có quan hệ với các chủ đầu tư nên có thể giúp họ trực tiếp kêu đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền các căn hộ trên. Để tạo lòng tin thì Hưng đã tự soạn thảo ra các hợp đồng giữa khách và chủ đầu tư Cam kết hoàn trả 10% tiền cọc nếu không làm đúng cam kết. Đồng thời thuê một người khác làm nhân viên và ủy quyền ký hợp đồng với khách hàng. Hưng cũng nhờ vợ giả làm thủ quỹ ký vào các phiếu thu để đưa cho những đối tượng bị lừa đảo để củng cố thêm niềm tin. Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 1 năm 2019, Hưng đã thu tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng của 97 nạn nhân, tuy nhiên không thực hiện được cam kết. Tại tòa, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội, khai đã dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân. Hiện tại Hưng đã bồi thường tổng số tiền là 560 triệu đồng cho 16 bị hại. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Quý, 57 tuổi, trú tại thôn Tân Thái, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân thời điểm năm 2012 đến 2018. Ông Quý bị khởi tố để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian tại chức, ông Nguyễn Văn Quý đã cho phép và chỉ đạo các thôn trên địa bàn xã tổ chức giao đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy định của pháp luật với diện tích đất lúa là gần 13.000 m2. Cùng với ông Quý, ông Phạm Đức Lợi, nguyên trưởng thôn Phú Lạc xã Minh Tân huyện Hưng Hà cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi vi phạm tương tự. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bí thư đảng ủy xã Minh Tân, xác nhận vụ việc và cho biết hiện đã báo cáo lên huyện ủy về vụ việc. Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội vừa khởi tố hình sự bắt tạm giam 13 đối tượng và cho một đối tượng tại ngoại vì nuôi con nhỏ liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn với giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết, từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ 15 đến 20 triệu đồng một công ty, sử dụng căn cứ công dân, chứng minh nhân dân của người khác đứng tên giám đốc, ký giả, chữ ký giám đốc, qua đó quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị gia tăng, biến các công ty này thành công ty ma. Các công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính hóa đơn giá trị gia tăng các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử có chế độ bảo mật cao sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như telegram viber zalo để liên lạc với nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2 đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8 đến 8,5%, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng. Công an thành phố Hà Nội cho biết, con số thống kê ban đầu cho thấy, giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Công an huyện Yên Thế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ đối tượng Cao Thị Trang, sinh năm 1987, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa xuất khẩu lao động. Trước đó, công an huyện Yên Thế tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của một số nạn nhân ở huyện Yên Thế về việc bị đối tượng Trang lừa đảo chiếm đoạt 221 triệu đồng. Khẩn trương điều tra, truy xét Công an huyện Yên Thế cùng phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ và vận động đối tượng Cao Thị Trang đầu thú. Bước đầu, Trang khai nhận qua mạng xã hội đã nổ, có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tại một số nước có thu nhập cao. Do tin tưởng, các nạn nhân đã chuyển tiền theo yêu cầu của Trang, nhưng sau nhiều tháng đều không xuất ngoại được. Cơ quan điều tra công an huyện Yên Thế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Trang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, câu chuyện có thể đổi đời nhanh chóng nhờ tiền ảo đã không còn quá xa lạ tại Việt Nam. Đánh đúng vào tâm lý đầu tư sinh lời nhanh, nhiều người dân vì hám lợi đã xa vào cạm bẫy của nhiều đối tượng lừa đảo. Mới đây, Công an Thị xã Duy Tiên, Hà Nam cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, triệt phá thành công chuyên án lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Đối tượng bị bắt giữ là Ninh Đắc Huân sinh năm 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động, lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo tại cơ quan công an đối tượng huân khai là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tcbtrade com đã phát hành đồng tcfx và thành lập nhóm có tên là team star diamond với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn theo đó đối tượng đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn khu nghỉ dưỡng sang trọng quay phim chụp ảnh bất động sản siêu xe đưa lên youtube facebook để lấy niềm tin với khách hàng với phương thức thủ đoạn trên tính từ đầu tháng 11 năm 2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ Ngô Văn Triển, 41 tuổi, và Ngô Văn Vọng, 39 tuổi, cùng ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Công an tỉnh xác định, từ cuối năm 2018 đến nay, Triển và Vọng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.500 đồng trên 1 triệu một ngày đến 30.000 đồng trên 1 triệu một ngày, tương ứng với mức lãi suất từ 55% đến 1,095% một năm. Còn số này gấp từ 2 đến 50 lần lãi suất cho vay tối đa trong luật áp dụng cho mọi đối tượng là 20% một năm. Khi khách hàng có nhu cầu, tùy mức độ thân quen, triển và vọng sẽ đưa ra mức lãi suất khác nhau và cắt luôn lãi từ 10 ngày đến 1 tháng trên tổng số tiền vay. Trong khoảng thời gian trên, tổng số tiền triển và vọng cho khách vay là hơn 11 tỷ đồng, số tiền lãi thu về khoảng 3,7 tỷ đồng, trong đó triển và vọng thu lợi bất chính hơn 2,6 tỷ đồng. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ hai máy tính sách tay, hai điện thoại di động, hai sổ ghi nợ, khoảng 20 bộ hồ sơ cho khách vay và khoảng 45 triệu đồng. Mới đây, công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo của một chủ cửa hàng thời trang ở thành phố Vinh lập phường hội online để chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo của một nạn nhân sinh năm 1992, huyện Quỳnh Lưu, thông qua mạng xã hội, Facebook có tên Võ Hiền đã chào mời tham gia chơi phường. Từ ngày 9 tháng 8 2021, nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống hội của Facebook Võ Hiền nói trên. Đến kỳ bốc phường, Hiền đã không thanh toán, tìm lý do để thoái thác. Ngày 20 tháng 11 2021, bà Hiền tuyên bố 7 phường không trả lời tin nhắn điện thoại. Tổng số tiền mà nạn nhân tham gia các bác phường do Hiền lập ra là 2,783 tỷ đồng. Số liệu thống kê chưa đầy đủ đã có 117 nạn nhân đứng ra tố cáo bà Hiền lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 33,5 tỷ đồng. Trong đó có ít nhất là 18 triệu đồng và người nhiều nhất là hơn 3,92 tỷ đồng. Xác nhận về thông tin trên, lãnh đạo của công an thành phố Vinh cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm nhưng do số tiền lớn nên đơn vị đã hướng dẫn bị hại gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn. Nhóm đối tượng bị bắt giữ có vai trò cầm đầu gồm Huỳnh Long Bạch sinh năm 1991, Nguyễn Đắc Quý sinh năm 1994 cùng ngụ quận Gò Vấp, Huỳnh Long Như sinh năm 1993 ngụ quận Tân Bình và Phạm Thị Mai Ngân sinh năm 1985 ngụ quận Phú nhuận. Ngoài ra, công an bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan đến vụ việc. Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng với số tiền giao dịch 87.000. 612 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an thành phố Hồ Chí Minh khám phá. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra xử lý của cơ quan chức năng. Qua truy xét, chiều ngày 1 tháng 12, Công an tiến hành bắt giữ Bạch và Quý khi cả hai đang lẩn trốn ở quận 7. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện công an đang điều tra mở rộng. Mới đây, một nạn nhân đã trình báo với công an huyện Đông Anh đã tiếp nhận đơn trình báo từ nạn nhân khi đang di chuyển ô tô trên cao tốc quốc lộ 3 mới theo hướng Hà Nội-Thái Nguyên thì bị một viên gạch bay vào kính xuyên vào trong xe nơi một phụ nữ đang ngồi. Theo lời trình báo của nạn nhân, trong lúc điều khiển xe trên đường cao tốc quốc lộ 3 mới theo hướng Hà Nội Thái Nguyên, khi đến km số 6, bị một nhóm người đứng trên cầu vượt ném gạch vào xe. Vụ việc khiến chiếc ô tô bị thủng kính lái, viên gạch xuyên vào trong xe. Thời điểm xảy ra sự việc, bên ghế phụ của người xe có vợ anh nhưng may mắn không bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, người tài xế này trình báo tới cơ quan công an huyện Đông Anh. Được biết, đã rất nhiều tài xế khác cũng phản ánh việc bị ném gạch đá vào xe khi lưu thông trên cao tốc trong thời gian vừa qua. Đồng thời, các tài xế mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ ném gạch thùng kính ô tô trên cao tốc ở Hà Nội. Liên quan đến vụ cưa hạ gần 85 m khối gỗ trái phép mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước đây, sáng nay, Công an huyện Công Chiro, tỉnh Gia Lai thông báo đã bắt một nhân viên bảo vệ rừng vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 3 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trông Trò, tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Văn Quy, 37 tuổi, huyện Trông Trò, tỉnh Gia Lai, là nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại công ty trách nhiệm hoàng một thành viên lâm nghiệp IAPA về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc phân công nhiệm vụ bảo vệ quản lý tiểu khu 734, xã Chư Cây, huyện Trông Trò, tỉnh Gia Lai. Theo đó, dù được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng tại tiểu khu 734, nhưng Quy đã không thực hiện hết trách nhiệm của mình để cho các đối tượng khai thác gỗ tại tiểu khu này với số lượng 12 cây gỗ các loại có tổng khối lượng gần 85 mét khối gây thiệt hại về làm sản với số tiền lên đến là hơn 278 triệu đồng như vậy cho đến nay liên quan đến vụ lâm tặc khai thác trái phép gần 85 mét khối gỗ công an đã khởi tố hai vụ án tòa án nhân dân huyện Hương Sơn vừa tuyên án đối với Lê Văn Hoàng 31 tuổi Phan Đăng Thành 21 tuổi Lưu Đình Lực 25 tuổi cùng chú huyện Đức Thọ phạm tội đe dọa giết người nạn nhân là một cán bộ công an huyện Đức Thọ theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hương Sơn, một cán bộ công an huyện Đức Thọ trong vụ việc được lãnh đạo đơn vị phân công giải quyết đơn thư của Lê Văn Hoàng. Tuy nhiên, do không đồng ý với kết quả giải quyết, nên trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, Hoàng đã nhiều lần gọi điện có lời nói đe dọa giết người cán bộ giải quyết vụ án. Đồng thời, Hoàng thuê Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành để chặn đánh đe dọa nạn nhân với tiền công là 4 triệu đồng nhóm lực đã lên phương án ném bom xăng để dàn mặt làm cháy tại tầng hầm, sân nhà và vườn rau của nhà nạn nhân. Nhà chức trách xác định trong vụ án này Hoàng khởi xướng, lực và thành giữ vai trò thực hành. Hoàng có hai tiền án gây rối trật tự công cộng và cướp giật tài sản. Lực mang tiền án tàn trữ trái phép chất cấm trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa và xem xét tính chất mức độ nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Hoàng 4 năm tù giam, Lưu Đình Lực 3 năm 3 tháng tù giam và Phan Đăng Thành 3 năm tù giam về tội đe dọa giết người. Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1987, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, về hành vi tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo điều tra ban đầu, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, lực lượng công an phát hiện ô tô do trường điều khiển, trên xe chở 4 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tại cơ quan công an, đối tượng trường đã khai nhận được một người đàn ông miền Nam thuê chở 4 người này từ khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh vào Long Thành, Đồng Nai với giá 17 triệu đồng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 cho biết vừa phát hiện lập biên bản thu giữ 19,5 kg sừng tê giác, ngoài thị trường giá mỗi ký sừng tê giác lên đến cả tỷ đồng. Đơn vị này cho biết đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ vi phạm theo quy định. Trước đó đơn vị này kiểm tra thực tế hai thùng hàng nghi vấn được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Manila Philippines về cảng Nam Hải Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Kết quả khám xét, chi cục thu giữ 4 vật phẩm sừng động vật có tổng trọng lượng khoảng 19,5 kg, trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo đại diện chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, đây là một trong những vụ vận chuyển sừng tê giác bằng đường biển quy mô lớn được lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng những năm gần đây. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển 50 kg pháo nổ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô Kia mang biển kiểm soát 49A 35437 đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 50 kg pháo nổ. Người điều khiển xe ô tô là Vũ Xuân Tuyên, 30 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên xe còn có một phụ nữ đi cùng, người này khai là Nguyễn Thị Bảo Trâm, 21 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại huyện Bù đốp, tỉnh Bình Phước, đang trên đường vận chuyển về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hải, Bạc Liêu vừa bắt quả tang và dừng lại hiện trường vụ trộm tôm nguyên liệu xảy ra tại doanh nghiệp thu mua tôm Xuân Xuyến Hân ở ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải. Có 4 nghi phạm liên quan đến vụ trộm trên. Theo trình báo của chủ doanh nghiệp thu mua tôm Xuân Xuyến Hân với công an huyện Đông Hải, thời gian qua, doanh nghiệp này thường xảy ra tình trạng mất trộm tôm sau khi thu mua dự trữ các thùng đông lạnh. Chủ doanh nghiệp nghi ngờ người làm thuê trộm cắp. Theo đó, điều tra công an phát hiện bắt quả tang 4 người đang vận chuyển hơn 250 kg tôm nguyên liệu ra khỏi cổng doanh nghiệp thu mua tôm Xuân Xuyến Hân. Qua đấu tranh, khai thác, công an xác định băng trộm có 4 nghi phạm gồm Ngô Văn Bình, 33 tuổi, Trương Tấn Sang, 24 tuổi, Tô Thanh Nhân, 20 tuổi và Trần Văn Nhớ, 38 tuổi, cùng ngụ huyện Đông Hải. Trong đó, Bình Sang Nhân là công nhân của doanh nghiệp. Các nghi phạm khai nhận Bình đã móc nối bàn bạc với Sang và Nhân, trộm tôm bán lấy tiền tiêu xài. Tại thời điểm trộm, Nhớ đã gọi điện cho Bình ra mở cổng, còn Nhân cắt cầu giao điện để tắt hệ thống camera giám sát. Hiện công an huyện Đông Hải, Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Giả danh cán bộ công an tới 5 năm, một đối tượng đã lừa đảo được 7 người, chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng. Sự việc được ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang. Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa tuyên phạt đối với Diệp Ngọc Hà, 49 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, đối tượng Diệp Ngọc Hà khai nhận từ năm 2014 đến khi bị bắt, với thủ đoàn giả danh công an và đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân là chủ đầu tư một dự án ma ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như quen biết nhiều lãnh đạo trong và ngoài ngành công an, y đã chiếm lòng tin nhiều người và được đưa tiền đẩy mua đất, thuê đất, mở xưởng dược, xin biên chế công an, chuyển công tác. Diệp Ngọc Hà cho biết đã lừa được 7 bị hại ở nhiều tỉnh thành như An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm đoạt số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Tòa nhân dân tỉnh Hậu Giang kết án ngoài 18 năm tù, Diệp Ngọc Hà còn bị buộc phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Trở lại trạng thái bình thường mới, đánh vào tâm lý nôn nóng tìm việc của nhiều lao động, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng tin nhắn giả mạo thương hiệu kèm đường link chứa mã độc để chiếm đoạt tài sản hay thông tin cá nhân của người dùng. Gần đây nhất chính là việc hàng loạt thuê bao điện thoại di động sử dụng hệ điều hành iOS nhận được tin nhắn mời chào tuyển dụng từ giám đốc Tiki với mức lương cao ngất ngưỡng. Nhiều người sử dụng thiết bị di động có hệ điều hành iOS tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều tin nhắn mang nội dung mình là giám đốc marketing của Tiki. Hiện tại cửa hàng Tiki cần tuyển số lượng nhân viên chuyên đặt hàng. Chỉ cần có kinh nghiệm mua sắm trực tuyến, mỗi ngày bạn có thể dễ dàng kiếm 800 ngàn đồng bằng điện thoại di động và tiền lương sẽ được quyết toán ngay trong ngày. Qua phản ánh của người dân, đại diện bộ phận hỗ trợ nhà bán hàng trên Tiki khẳng định Tiki không liên quan các cá nhân tự xưng là giám đốc marketing Tiki trong các tin nhắn mạo danh gửi đến điện thoại của người dân gần đây. Đây hoàn toàn là hình thức mạo danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm. Chuyên gia an ninh mạng cho biết, các hình thức thủ đoạn lừa đảo từ trước đến nay thường dựa vào tình hình thông tin xã hội kinh tế để xây dựng kịch bản đánh vào sự cả tin nhẹ dạ của nhiều người người dân nên hết sức cảnh giác nhất là không thực hiện các yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng chứng minh nhân dân số điện thoại nhất là số otp từ ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tiền từ tài khoản không chỉ vậy các tin nhắn giả mạo này còn nhằm trục lợi thông tin cá nhân cũng như mục đích không tốt khác Thưa quý vị, lâu nay, tình trạng nhiều quý ông hám của là sập bẫy nhóm trộm giả gái không còn là chuyện mới. Cơ quan công an cũng liên tục triệt phá các băng nhóm này và cảnh báo người dân. Tuy nhiên, việc tiếp cận con mồi bằng nhan sắc khá dễ, tỷ lệ trót lọt lớn nên nhiều băng nhóm đối tượng vẫn sử dụng cách thức này để hoạt động và số nạn nhân sập bẫy cũng nhiều. Mới đây nhất tại công viên 23 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an quận Nhất triệt phá một băng nhóm hành nghề với thủ đoàn nói trên. Nhóm đối tượng này do Nguyễn Ngọc Tài, Tự Hòa, sinh năm 1991, ngụ quận Tư, cầm đầu. Đáng chú ý là băng nhóm trên chỉ nhắm vào nhóm con mồi là du khách nam nước ngoài. Khách khác biệt ngôn ngữ, không rành địa bàn, các đối tượng chỉ giả lả tiếp cận sờ soạn, rồi nhanh chóng móc trộm tài sản của du khách và chuồng êm không để lại vết tích. Du khách phát hiện mất tài sản trình báo với công an cũng khó có thể mô tả được chi tiết dung mạo của các đối tượng. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Bước đầu xác định từ tháng 10 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt vụ giả gái để trộm tài sản. Nhiều nạn nhân bị mất sạch tài sản nhưng không dám trình báo với công an vì ngại, vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Biết được tâm lý này, nên nhiều nhóm đối tượng dù đã bị phát hiện, khởi tố và chấp hành án, nhưng khi được mãn hàng tù vẫn tiếp tục quay lại con đường gian bẫy, tiếp cận đàn ông hám của là để trộm cắp. Cơ quan công an xác định các nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp và có tổ chức cùng đồng phạm. Ngoài công tác tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng, người dân phải chủ động cảnh giác, phòng ngừa và không tiếp tay cho hành vi phạm tội bằng việc không tố giác khi vô tình trở thành nạn nhân. Thưa quý vị, trong buổi họp báo mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số vụ tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn thành phố thời điểm này không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm trật tự xã hội trong tháng 11 vừa qua lại gia tăng so với thời gian liền kỳ. Càng gần Tết, các loại tội phạm lại có dấu hiệu gia tăng, nhất là trộm cắp, cướp giật. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thống kê từ ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày 28 tháng 11, trên địa bàn đã xảy ra 548 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, so với thời gian liền kề tăng 272 vụ, tương ứng gần 99%. Riêng trộm cắp tài sản có 233 vụ, trong đó có 156 vụ trộm cắp mô tô, xe máy chiếm 66,95%. Nhìn chung, số vụ tội phạm trật tự xã hội có giảm so với cùng kỳ nhưng lại gia tăng so với thời gian liền kề. Để kéo giảm tình hình tội phạm trật tự xã hội dịp cuối năm, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường thực hiện nhiều giải pháp kéo giảm các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của các nạn nhân. Phần lớn các đối tượng cướp giật tài sản đều ra tay bất ngờ khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường hoặc trong tình huống bất khả kháng. Chính điều này sẽ gây ra những vụ tai nạn nguy hiểm, uy hiếp sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Do đó, bên cạnh những hoạt động tăng cường đấu tranh chống tội phạm của các cơ quan chức năng, thì các tổ chức cá nhân, mọi người dân cũng cần đề cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình. Thưa quý vị, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương cho hay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các loại tội phạm giả mạo thương hiệu đang tận dụng tối đa môi trường mạng và tin nhắn SMS để lừa đảo người dân chiếm đoạt tài sản. Mới đây nhất, một số đối tượng giả mạo tên thương hiệu Tập đoàn Bảo Việt và chỉ dẫn địa lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa mua các gói dịch vụ tín dụng bất hợp pháp. Bảo Việt đã lên tiếng về hành vi này và cho biết các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu thức thẩm định khoản vay bằng phương thức online không cần gặp mặt và đề nghị khách hàng chuyển tiền ký quỹ, đặt cọc để chứng minh năng lực tài chính. Theo đó, tập đoàn Bảo Việt xác nhận hoàn toàn không thực hiện các giao dịch cho vay, không xác nhận các khoản vay theo hình thức trên. Đơn vị này cũng lưu ý người dân là không có bất kỳ ngân hàng và tổ chức tín dụng nào có quyền yêu cầu khách hàng chuyển tiền ký quỹ, đặt cọc cho người khoản vay tín dụng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi sử dụng các gói dịch vụ tài chính, nhất là những gói tài chính online để tránh mất cả tiền, mất cả thông tin cá nhân. Thưa quý vị, ngoài trừ ong vò vẽ với những loại ong khác, nhiều người thường có tâm lý khi bị ong đốt vì nghĩ không bị ảnh hưởng và không gây nguy hiểm đến sức khỏe. Tuy nhiên nếu bị đốt nhiều, bị đốt ở các vị trí như đầu, mặt, cổ thì nhiều nguy cơ có thể xảy ra, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mới đây nhất là trường hợp một nữ bệnh nhân ở tỉnh Thái Nguyên đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ong đốt đến 60 vết. Các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết khi tiếp nhận bệnh nhân trên đã rơi vào tình trạng lơ mơ đau nhức vật vã, sưng đỏ vị trí đốt, huyết áp khó đo với khoảng 60 vết ong đốt trên cơ thể chủ yếu ở phần đầu, mặt Cổ. Bệnh nhân được bác sĩ sơ cứu phải thở oxy, xét nghiệm máu chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do ong đốt. Nhờ được cấp cứu kịp thời, người bệnh tỉnh táo từ thở được, sức khỏe dần ổn định. Các bác sĩ điều trị cũng cho hay rằng phản ứng phản vệ xảy ra khá đa dạng, có thể là do thuốc hoặc là hóa chất điều trị, dưỡng thức ăn, hóa mỹ phẩm và côn trùng đốt. Bệnh diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và dễ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời, bởi sau khi vào cơ thể thì các chất trong nọc ong sẽ gây ra phản ứng dị ứng như là phù nề, nổi mày đây nặng nhất là số phản vệ và có thể làm nạn nhân tử vong nhanh chóng sau 15 phút khi bị ong tấn công nạn nhân cần được đưa ngay đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt nếu có thể thì cần xác định loài ong để ước tính khả năng gây độc một số loài ong như là ong rừng ong vò vẻ thường có nọc độc, độc mạnh rất nguy hiểm thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng 24 trên 7 ngày hôm nay xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.